Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư tại tu viện Tường Vân, trong bài 4 chúng ta tiếp tục nghiên cứu về phần thứ 2 của chương 3 kinh Duy Ma Cật với nội dung hướng dẫn Phật pháp vượt qua khổ đau. Phần ứng dụng này đó bao gồm 6 cuộc đối thoại giữa Bồ Tát Duy Ma Cật với 6 Bồ Tát lịch sử. Dầu như là cuộc đối thoại lịch sử nào giữa Bồ Tát Duy Ma Cật với các Bồ Tát còn lại cũng đều là những sáng tạo về Phật học và làm cho người nghe đó khai mở được tâm trí, rút ra được rất nhiều các kinh nghiệm làm đạo, truyền đạo và cứu độ chúng sinh. Vấn đề 1, nghệ thuật hướng dẫn Phật pháp. Bồ Tát Phú Lô Na chia sẻ kinh nghiệm. Bà Thế Tôn, một hôm nọ tại rừng Đại Lâm, con đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo mới thọ giới. Bồ Tát Duy Ma Cật đến và hỏi, sau đó chia sẻ với con những điều sau đây. Để thuyết pháp thành công, trước tiên phải nhập vào định, thấu rõ tâm tánh chúng sinh. Thì đây là điều chúng ta thấy kỹ năng về tâm lý học được ứng dụng trong giáo dục học và hiệu quả rút ra được từ phương pháp giáo dục tâm lý đó bao giờ nó cũng cao hơn là các loại giáo dục phổ thông. Ngành tâm lý học chiều sâu của tâm lý học hiện đại đó đào sâu về cái căn tính của con người, và khi nhập thiền định đó, thì vị giảng sư sẽ hiểu vấn đề thấu đáo hơn, nhờ đó nó thấy rõ được cái căn cội nỗi khổ niềm đau của kiếp người của các đối tượng đang chuẩn bị nghe pháp, cho nên mỗi lời pháp đó, nó rót vào ngay trong tim đen, đã đánh thức tất cả những tiềm năng tỉnh thức dậy. Vì đó hiệu quả trị liệu từ các buổi pháp thoại tâm lý như vừa nêu rất cao. Áp dụng công thức này đó, khi đến một giảng đường hoàn toàn đối tượng là một người mới, thành phần lớn nhỏ trình độ bình dân khác nhau, ta cũng nên hỏi thăm thầy trụ trì và những người đã gắn kết với sinh hoạt địa phương đó, xem đâu là các vướng mắc, chấp trước, bế tắc của quần chúng tại đây, và việc triển khai Phật pháp đúng với những mắc mối đó sẽ giúp cho người nghe tỏ ngộ được vấn đề. Áp dụng vào phương pháp hộ niệm, người thân cần phải cung cấp các vướng mắc về tâm lý của người bệnh và đối diện với cái chết. Người hộ niệm cần phải tư vấn để tháo mở những chấp ngã, ngã sở hữu, chấp pháp để chuẩn bị cái chết và vẫy tay chào với cái sống một cách nhẹ nhàng, không nuối tiếc. Và ở mức độ thông thường đó, các giảng sư trước khi thuyết giảng đừng nên tiếp khách, vì tiếp khách sẽ phân tâm, do đó
chiều sâu của Phật pháp sẽ khó có thể diễn đạt được lắm. Tư duy vào nội dung bài pháp thật kỹ, nghiền ngẫm nó, thì buổi pháp thoại đó sẽ thành công hơn nhiều so với việc vừa mới tiếp chuyện quần chúng xong. Hữu hồ trải nghiệm trong thiền định và mới xuất dậy từ thiền định thì cái chiều sâu của nội tỉnh đó rất lớn, nó soi sáng mà hiểu được căn tánh nữa, chắc chắn là việc thuyết pháp sẽ thành công thôi. 2B, không nên trao truyền pháp tiểu thừa cho người nghe. Ở đây chúng tôi không dùng nghĩa tiểu thừa theo mặc định chỉ cho Phật giáo Nam Tông, mà vốn bị ngộ nhận và lý giải sai, đó là Phật giáo vỡ lòng, cho những người căn cơ vỡ lòng. Tiểu thừa dành cho những người có căn tánh kém, hiểu biết thấp, đạo đức chưa được lớn, lòng vô ngã vị tha chưa được nhiều, chấp vướng vào ngã và pháp, tâm thì hẹp hòi, tính thì ích kỷ, hầu như chỉ biết lo cho bản thân mình. Còn các vị đang hướng về con đường sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả và chứng được nó, đều là những người có tâm cao thượng hết, vì đặt trên nền tảng của phát tâm bồ đề và lòng từ bi. Do đó ta có thể hiểu những người chưa hiểu được đạo Phật hoặc tiếp xúc với đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng được xem là những hạng căn cơ tiểu. Do đó việc hướng dẫn họ phải thấy rõ được các giới hạn của họ thì mới có thể giúp cho họ chấp nhận được Phật pháp, hành trì Phật pháp và đạt được các niềm an vui hạnh phúc từ Phật pháp. Mà không á, thiện chí của chúng ta sẽ không có những kết quả nhất định. Ở đây ngài Di Mục Cật đưa ra hình ảnh rất sâu sắc. Khi chưa bị lỡ lối, chớ làm cho người bị chạy xước. Từ việc chạy dẫn đến lỡ lối là một cái quy luật kéo theo. Ai đã từng bị ghẻ, thương tật trên cơ thể cảm nhận được điều này. Tức là mặc dù biết họ căn tánh thấp, đừng vì thế mà hạ thấp căn tánh họ thêm nữa. Nhà hoằng pháp cần phải biết nâng đỡ và dìu dắt từ thấp đến cao, từ tiểu học Phật pháp lên đến đại học Phật pháp, để giúp cho họ có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau chính họ. Nếu còn khéo đó, thì nhà hoằng pháp hiện đại có thể bị rơi vào khuynh hướng ngược lại, là giáo pháp đang từ cao hạ thấp đến độ người từ bỏ các tôn giáo khác vào đạo Phật không thấy có cái gì mới để học, vì phương pháp làm đó là đánh đồng đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng của tôn giáo nhất thần và đa thần. Một hình ảnh khác được Đức ngài Di Mục Cật nêu ra là đừng rót biển cả vào dấu lõm chân châu. Giáo pháp của Đức Phật là một biển cả, lượng nước đó là không thể tính đếm được, không thể bị sử dụng hết được, không thể bị bốc hơi hết được. Nhưng mà rất tiếc đó, ta rót vào người mà sức chứa của họ chỉ là một cái dấu chân châu thôi, chưa được 50 ml. Đó là tình huống lỗ lạ rất lớn cho người nghe. Nếu ta sánh ví biển lớn này với các kinh đại thừa lớn như Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn, Đại Bổ Tích, Hoa Nghiêm và các kinh đại thừa khác, thì tâm lượng, sự hiểu biết, khả năng tiếp nhận của các Phật tử sơ cơ chỉ là cái lõm chân châu thôi. Cần rót cỡ nào đi nữa
sức chứa tối đa chưa được 50 ml. Đó là một sự uổng ích. Và hình ảnh này nó buộc chúng ta phải suy nghĩ là cái cách làm đạo tại Việt Nam vốn ảnh hưởng của đạo Phật Trung Quốc quá nhiều. Kinh điển được Trung Quốc sử dụng có hai cái khuynh hướng đối lập. Khuynh hướng một là quá bình dân, chọn các bài kinh đáp ứng cho đối tượng già, bệnh, chết, có tội, qua các khóa lễ cầu an, cầu siêu, sám hối. Rồi phương hướng hai đó, đối lập lại các kinh tín ngưỡng này đó, là các bản kinh đại thừa dựa vào pháp môn. Cho nên quần chúng á, trí thức đi vào khuynh hướng tín ngưỡng thì cảm thấy thấp, quần chúng bình dân á, đi vào các bản kinh đại thừa thì thấy quá cao. Và kết quả là hiệu quả giáo dục truyền thông Phật pháp qua các nghi thức theo phương pháp Trung Quốc là có vấn đề. Giống như hình ảnh Duy Bồ Tát đưa ra, đưa cả một cái lượng biển cả quá to lớn vào một cái lỗ chân châu nên nó không thấm béo vào đâu, không tiếp nhận được. Hình ảnh khác, đừng ví ánh mặt trời với màu sắc và lửa của con đom đóm. Thực ra đom đóm không có lửa, nó chỉ có màu lập lòa xanh, vàng, đỏ, trắng. Mà về đêm á, chúng ta ngộ nhận rằng là nó là ánh sáng như là của mặt trời, mặt trăng hay sao. Giờ hình ảnh thứ hai này đã buộc các nhà hoằng pháp cần phải nâng cái trình độ đom đóm của quần chúng, những người nghe, lên thành trình độ của đuốc, đèn, sao, trăng và trời. Không nên để cho quần chúng phải lệ thuộc vào tri thức Phật pháp đối với người tu, vì như thế sẽ làm cho họ bị bất hạnh. Đến khi nỗi khổ niềm đau tấn công họ từ mọi phía đó, thì gần như họ không có cách để tháo mở được, vì không có những cái cẩm nang mặt trời, mặt trăng, sao, đuốc, đèn soi sáng. Và hình ảnh khác, với người muốn đi trên con đường, đừng chỉ cho họ lối đi quá hẹp, tức là các ngã lối rẽ, và tưởng rằng là đi con đường tắt đó là nhanh, thực ra nó sẽ lòng vòng hơn, chậm hơn, vì tốc độ của các ngã lối và rẽ tốn nhiều thời gian. Đi các con đường siêu tốc, cao tốc, khoảng cách mặc dù nó có thể dài nhưng mà nó sẽ nhanh hơn nhiều so với đi những con đường lòng vòng và những con đường nhỏ hẹp ngắn hơn. Chúng tôi kính đề nghị tất cả các tu sĩ nên nghiền ngẫm cái đoạn kinh do ngài Duy Văn Cật đề nghị, để chúng ta đối chiếu lại cái phương pháp làm đạo của chúng ta hiện tại. Nhiều người ta đang muốn đi trên con đường rộng mở, nhưng mà mình trao cho họ là các ngõ rẽ thôi. Cái lỗi nằm ở người truyền trao. Còn các Phật tử mới đi chùa đó, giống như là một cái bạc sáp, mình khắc lên cái hình thù gì nó ra hình thù đó thôi. Những thanh thiếu niên khi bắt đầu tập để đến chùa, ta khắc vào con đường Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, nhân quả, tái sanh và có con đường đạo đức khác, thì về sau này đó nó sẽ trở thành các cái điểm tựa chân lý giúp cho họ sống rất tốt bằng tinh thần tự lực. Còn mới vào chùa mà chúng ta trao cho họ những cái kỹ năng về tín ngưỡng, về tha lực, về cầu nguyện, về hồi hướng, vốn chỉ là những cái bước đi ban đầu, có thể được sánh ví như những con đường nhỏ hẹp, ngã rẽ và lối. Thì khi về sau này đó, con muốn nâng cấp nhận thức tâm linh lên cũng rất khó. Thói quen chối buộc con người bao gồm thói quen tâm linh. 2B, khơi dậy hạt giống giác ngộ. Bồ Tát Duy Văn Cật chia sẻ,
Thưa hiền giả Phú Lô Na, các vị tăng sĩ khi đã phát tâm đại thừa từ lâu nhưng thỉnh thoảng nửa chừng bị quên mất, do đó thay vì ngài hướng dẫn họ bằng con đường hẹp pháp tiểu thừa thì hãy giúp cho họ cảm nhận được pháp lớn và đại thừa. Trí của những người tiểu tâm nông cạn như người mù không thể tỏ tường cội nguồn của chúng sinh, bao gồm nỗi khổ, niềm đau và các cách thức là Phật sự. Đó là một lời nhắc nhở mang tính chỉ điểm rất sâu. Tiềm năng giác ngộ ai cũng có, cái năng lực đặc biệt ai cũng có, vấn đề là khai thác đúng, khai thác sai, làm mà có hết lòng đầu tư hay không, hay là làm tàn tàn qua lo lấy lệ. Và trong quá trình tiếp duyên gặp quá nhiều nghịch cảnh á, thỉnh thoảng chúng ta quên mất đi các hạt giống đại thừa và sự phát tâm hướng về đại thừa, cho nên chúng ta mãi miệt làm các công việc hướng dẫn con đường nhỏ, giới thiệu con đường nhỏ và hài lòng với con đường nhỏ thôi. Phải thấy trí của chúng sinh cũng ngang bằng trí của những người tu, để chúng ta có trách nhiệm và cam kết cứ sau mỗi năm đi chùa, trình độ Phật học, trình độ tu học của người tại gia được nâng hơn. Và để hỗ trợ cho việc khơi dậy hạt giống giác ngộ lớn, Bồ Tát Duy Ma Cật đã giúp cho những người có mặt nhớ lại kiếp trước của mình từng đã gieo trồng các phước đức, các công đức, từng phát nguyện hướng tâm Bồ Đề, nhắm đến sự giác ngộ, tâm cao thượng, và lập tức giúp cho những người đã quên mất cái hạt giống Bồ Đề này tái lập lại và phục hồi lại tâm Bồ Đề ở hiện tại. Nhiệm vụ của nhà giáo dục không phải là trao tri thức, mà là trao phương pháp để người học đạt được tri thức từ bằng mình cho đến hơn mình. Nhiệm vụ của con sư tử mẹ khi nhìn thấy con sư tử con sống chung với đàn cừu, làm thế nào để giúp cho nó thấy rõ rằng nó không phải là con cừu non, mà đó là một con sư tử đang bị sống lạc loài trong các loài thú khác. Và nhiệm vụ của Đức Phật được khẳng định trong rất nhiều các bản kinh là người chỉ đường, chứ không làm thai, không tận biếu thành quả giác ngộ giải thoát cho ai được. Và nếu có muốn, cô không thể làm việc đó được, vì nhân quả không cho phép. Dựa vào các tinh thần Phật Pháp vừa nêu, các nhà giảng sư, các tu sĩ làm Phật sự, các vị trụ trì, những người dấn thân đưa Phật Pháp vào trong đời sống đó, cần phải nâng đỡ tinh thần, nâng đỡ tri thức và hướng dẫn có bài bản để cho người tại gia sống hạnh phúc hơn, đạt được trí tuệ cho chính họ. Vấn đề 2, quán thật tướng để vượt qua khổ đau. Ngài Ca Chuyên Viên chia sẻ, bà Thế Tôn, có lần khi con giảng các pháp yếu cho các vị tỳ kheo, con đã giải thích rằng có năm thật tướng gắn kết với các pháp, bao gồm vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Thì nhân đó Bồ Tát Duy Ma Cật đã chia sẻ con một cái quan niệm vừa tương đồng vừa rất là thâm sâu. Nhờ đó đó, việc giảng kinh thuyết pháp của con đó có kết quả, người nghe dẫn đến sự tu học đạt được an lạc hạnh phúc nhanh chóng hơn. Sáu a, vô thường là không sinh không diệt. Đó là quan điểm của Bồ Tát Duy Ma Cật. Thì thông thường chúng ta nhìn thấy thực tại đó qua các trình hiện của nó, tức là thế giới hiện tượng thôi.
Chẳng hạn hình ảnh của sóng lăn tăn trên mặt biển là một trình hiện chứ không phải là bản chất của nước. Sóng có mặt là do cái tác động của gió và sức gió. Khi gió lặng yên, mặt nước biển trở nên phẳng lì. Biển chính là nước và nước chính là chính nó, không có những cái trình hiện như là sóng gợn lên hạ xuống với những sự nhấp nhô. Trong trình hiện qua thời gian đó thì mọi sự vật trong đó có con người đó trải qua cái chiều quá khứ, hiện tại và vị lai, và chúng ta bị chi phối bởi chiều thời gian này rất nhiều. Cái già dẫn đến mọi biến thiên vô thường, nhanh chóng kết thúc một hơi thở là đã sang đời mới rồi. Sáng còn tối mắt, mới gặp nhau đây, sau đó lại chia tay. Giàu thành nghèo, bằng cùng trở thành đại gia tỷ phú, cứ như là cái gì đó đắp đổi theo công thức. Một bên lỡ thì kẻ bên kia là bòi, một bên tổn thất thì bên còn lại là được lợi lạc. Chạy theo cái chiều vô thường đó, ta bị nỗi khổ niềm đau gọi là xua đuổi mình, bám víu mình. Vấn đề là làm sao để giúp cho chúng sinh thấy rõ được cái tính bất sinh bất diệt, tức là sự vật không từ đó sanh ra và do vậy không mất đi vĩnh viễn. Các trình hiện đó là tạm thời, còn cái tính nguyên ủy của sự vật là như thế. Nhờ đó trong vô thường ta không kèm theo nỗi khổ, chán trường, tuyệt vọng, bi quan, yếm thế. 2B, ngũ thủ uẩn rỗng suốt, trống không, không có gì sinh khởi, chính là nghĩa của khổ. Thông thường khi đối diện trước vô thường ta bị khổ đau. Vô thường đối với người thân là sự sanh ly tử biệt. Những giọt lệ sẽ đông đầy trên đôi má, gào thét, bi quan, tiếc nuối, thương kính, và hầu như sẽ làm cho những còn lại không muốn thừa nhận cái chết của người thân là một sự thật. Và việc trợ giúp trong tình huống này là làm sao để giúp cho người đang bị khổ bởi sanh ly tử biệt và vô thường khác, đó là thấy rõ được thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức là năm uẩn, vốn là rỗng không, không có tính thực thể. Nó mang tính điều kiện, duyên khởi. Và vô thường tế là một quy luật, cho nên thay vì khổ thì ta hãy nhận diện được tính quy luật để không phải chìm nỗi khổ theo sự bất ước hoặc liên lụy. 2C, các pháp rốt ráo là không, không có tự thể. Đây chính là nghĩa của chữ vô đích thực, vô ngã đích thực. Thông thường chữ không trong Phật giáo đó, nó không phải là phủ định từ không có, mà là tính không thực thể, tính không thường hằng, tính điều kiện, tính duyên khởi, tồn tại trong tự thân của sự Phật. Và do vậy sự Phật nào đã hiện hữu, bản thân nó là một vô ngã. Không nhận diện được điều này đó thì chúng ta sẽ bị chấp vào ngã, ngã sở, khổ đau rất nhiều. Và một trong những phương tiện để giúp chúng ta rũ bỏ được cái chấp ngã đó, đó là dùng phủ định để phá các cái chấp có về khổ đau. Một sự đối trị trực tiếp, giống như chỗ nào đang lạnh quá thì mở máy nhiệt lên, chế nước sôi vào. Chỗ nào đang lạnh, đang nóng quá thì mở máy điều hòa lạnh lên và chế nước lạnh vào. Tính tương tác loại trừ của hai lực lượng đối lập sẽ làm cho chúng trở nên là bị vô hiệu quá. Chấp hữu dẫn đến khổ đau cũng như thế. Ta phải dùng chiếc chìa khóa vô, tức là phủ định,
về những nỗi khổ niềm đau như là sự có thật, thì tự động cái khổ đau đang có mặt nhưng không thể tấn công, chi phối, ảnh hưởng đến chúng ta được. Hai D, ngã và vô ngã là không hai, đây chính là vô ngã đích thực. Công thức truyền thống được Đức Phật dạy, khi đối diện trước vô thường, ta phải chiêm nghiệm rằng tôi là vô ngã. Như vậy, nỗi khổ, niềm đau trên thân và trên tâm không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, cũng không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó, ta vượt qua nỗi khổ, niềm đau một cách an toàn, không đè nén, không ức chế, không dẫn đến các phản ứng phụ. Nên là ba thực tướng mà Đức Phật dạy trong kinh điển Pali đó, bắt đầu bằng vô thường kéo theo cái khổ, khổ phải sử dụng vô ngã để xử lý cảm xúc một cách khôn ngoan. Người nào sử dụng thái độ vô ngã nhiều, ứng xử vô ngã nhiều là hiếm khi nào bị khổ đau lắm. Nếu có chăng cũng là trong thoáng chốc, rồi chúng ta lại vẫy tay chào với nó rất dễ dàng. Một người cho mượn nợ bị quỵt nợ, nếu tiếc nợ và đi thưa kiện để đòi nợ, đang khi người quỵt nợ mất khả năng chi trả nợ, mất khả năng thanh toán thanh khoản và đã tiêu bố phá sản, các nỗ lực đó trở nên tạo cho khổ đau nhiều hơn thôi. Thì lúc đó chỉ cần quán là tài sản của tôi, tiền bạc của tôi bị lửa cháy lục trôi, chính phủ tịch biên, bệnh tật thiêu đốt và những người thân đã phá của, thì lúc đó lòng mình cảm thấy nó vẻ thư thái hơn, thoải mái hơn, không giận, không buồn, không đau, không tức về cái người đã quỵt nợ mình, vì nợ đó không tái phục hồi được. Tương tự, thất bại, thất nghiệp, rồi đổ nợ, mất tài sản, sụp đổ cả gia tài, ta cũng quan niệm tương tự để chúng ta xử lý khổ một cách khôn ngoan. Cho nên là quán được vô ngã và vô ngã sở là chiếc chìa khóa rất tốt để khắc phục khổ đau. Hay e, các pháp nguyên lai không bùng cháy, nay chẳng có gì để dập tắt, đó chính là nghĩa tịch diệt. Tịch diệt là một thuật ngữ tương đương của Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái khi mà tham, sân, si, khổ, đau đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Người được đạt trái Niết Bàn thì không còn quay trở ngược lại, rơi rớt xuống, chìm đắm ở trong bất kỳ một hình thức khổ đau dù là trong thoáng chốc. Diệt là sự vắng mặt trọn vẹn của khổ đau, tịch là vắng lặng, không mang tính điều kiện nữa. Ở chỗ nào, dầu thuận hay nghịch, an lạc đó vẫn y nguyên, không hề bị tạp chất. Và giống như vàng, đã khi trở thành vàng 7 tuổi, không thể nào trở thành tạp chất kim loại. Và nếu như dùng phương pháp vô ngã và vô ngã sở hữu mà vẫn không có hiệu quả, tốt nhất nên liên tưởng đến Niết Bàn, sự tịch diệt. Chúng ta còn có một cái phương trời cao rộng, cái an lạc hạnh phúc đang chờ đợi mình, để chúng ta vẫy tay chào với chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm, bi quan mà phần lớn có thể dẫn đến cái cảm giác muốn chết. Hướng tâm nhìn niềm mì mặt trời, tự động ta vẫy tay chào với bóng đêm. Nhìn về cái tảng cây xanh, tự động ta quên đi cái gì đó khổ đau đã từng có mặt trong quá khứ. Tức là dùng những hình ảnh thay thế tích cực đó, chúng ta sẽ có kết quả an vui hơn, không đè nén, không ức chế đó. Cho nên hướng tâm về Niết Bàn thì những nỗi khổ niềm đau nho nhỏ không còn đủ sức để đe dọa chúng ta, đánh đối với chúng ta nữa. Vấn đề 3, bản chất của thiên nhãn. Bồ Tát A Na Luật
chia sẻ với Đức Phật, bà Thế Tôn, có lần con đi kinh hành, có một vị phạm vương tên là Nghiêm Tịnh đến gặp con, cúi chào hỏi rằng: thiên nhãn của ngài xa đến đâu? Con đã đáp rằng: thưa nhân giả, tôi nhìn thấy 3000 đại thiên quốc độ của Phật Thích Ca như trái Amalak trong bàn tay tôi. Amalak là trái xoài, ở Ấn Độ xoài nhiều lắm, cho nên phải dùng những cái hình ảnh quen thuộc. Ví dụ người ta dễ hình dung, mình thấy được một trái xoài trong lòng bàn tay như nhìn thấy 3000 đại thiên thế giới. Đó là một cái tầm nhìn không giới hạn bởi địa lý, không gian, vật thể, vượt trội rất nhiều, rất xa đối với các nhà ngoại cảm. Các nhà ngoại cảm chỉ mới sử dụng được phần nhỏ của khả năng thấu thị, tôi nhìn xuyên dưới lòng đất, thấy rõ được xương cốt của những người bị chết, mất tích, và có thể xác định được ADN của họ đúng với người mà họ đó. Với năng lực đó, chúng ta đã ngưỡng vọng như là một năng lực siêu phàm rồi. Đang khi đó, thiên nhãn thông mà các vị thánh A-la-hán chứng đắc đó vượt trội hơn, thấy hàng nghìn năm ánh sáng trước, thấy các dải ngân hà thiên hà, tam thiên đại thiên thế giới tương đương với dải ngân hà thiên hà, như là thấy một cái vật gì đó trong tầm tay của mình. Lúc đó cư sĩ Di Mà Cật xuất hiện và nói rằng: thưa tôn giả A Na Luật, cái thấy bằng thiên nhãn của ngài là có tướng trạng hay không có tướng trạng? Nếu có tướng trạng á, thì chẳng khác hơn các hàng ngoại đạo đã tu tập và đạt được 5 phép thần thông. Nếu không có tướng trạng thì đó chính là vô di, và vô di thì không có sự thấy. Xin ngài cho biết thiên nhãn của ngài thuộc về dạng nào? Đó là một câu hỏi rất là lắt léo, nói về cái phạm vi không gian của thiên nhãn. Tướng trạng đều liên hệ đến tầm nhìn, tầm nhìn lệ thuộc vào góc nhìn và khoảng cách nhìn, và với cái tầm nhìn của con mắt á, chúng ta không thể nhìn xa quá 10 cây số. Loài dơi đó có tầm nhìn xa hơn, cho nên bay với một tốc độ về đêm mà nó không đụng vào các vật thể. Chỉ cần có một khoảng cách gần vật thể nào đó mà nó đang bay với tốc độ nhanh, tự động cái phản xạ của cái thấy nó làm cho nó lái qua cái chỗ khác để được an toàn tính mạng. Con người không được thế. Các bước xạ đó liên hệ đến tầm nhìn, và thiên nhãn thông cũng bị lệ thuộc vào các tầm nhìn và các cái bước xạ của con mắt. Còn cho rằng là nó không có trứng trạng á, thì nó vượt qua khỏi cái tầm nhìn, chuyện đó là không có thật. Thiên nhãn thông nào cũng có cái giới hạn của nó thôi. Vì bị hỏi bất ngờ, ngài Phú Lô Na đã lúng túng trả lời, là ngài A Na Luật đã trả lời lúng túng, không có thuyết phục. Nhân đó Bồ Tát Di Mà Cật trình bày 3B: tướng trạng và bản chất của tính thấy. Ông trình bày rằng Đức Thế Tôn có được chân thiên nhãn vì thường trụ trong tam muội, nhìn thấy hết tất cả các cõi Phật và không hề để cho thấy đó bị vướng kẹt bởi hai tướng. Thì theo ngài Di Mà Cật đó, có hai loại thiên nhãn thông. Một loại thông thường như ngài A Na Luật đã đạt và các vị tu sĩ chân chính của các tôn giáo Bà La Môn đã đạt. Thiên nhãn thông đó là giới hạn bởi các bức xạ, rồi các bước nhìn, rồi cái khoảng cách nhìn đối vật nhìn. Còn loại thứ hai là chân thiên nhãn thông, thì cái nhìn này nó không bị giới hạn bởi các khoảng cách vật lý, bởi không gian và góc ánh sáng. Cái chân thiên nhãn đó còn được gọi là cái tánh nhìn thường trú, giống như trong kinh Thủ Lăng Niêm
Khi Đức Phật đưa lên trên tay một cái hoa, hỏi ngài A Nan đang thấy vật gì. A Nan thấy rằng là Bạch Thế Tôn, ngài đang giơ cánh tay và trên tay ngài đang có hoa. Sau đó Đức Phật để cái hoa xuống bàn và hạ bàn tay xuống, hỏi: này A Nan, ông còn thấy gì không? Thì A Nan nói là con thấy Phật đưa bàn tay xuống bàn và hoa không còn để trên cánh tay nữa. Ngài tiếp tục hỏi: vậy đối với người mù có thấy gì hay không? A Nan lắc đầu, vì là người mù cho nên họ không thấy gì hết, không thấy màu sắc, không thấy hình thái. Đức Phật nói: đánh giá về cái thấy của ông đó là cái thấy có điều kiện, bây giờ ta gọi là cái thấy quan học. Trên thực tế, theo Đức Phật, người mù chưa từng mất khả năng thấy. Cái trước nhất là họ thấy cái tối đen, cái thâm thẳm, cái tối thui. Và vượt lên trên cái thấy tối đen thâm thẳm đó còn là cái tánh thấy thường trú, đó là thấy bằng nhận thức, thấy bằng tuệ giác, thấy bằng trí tuệ. Và cái thấy đó vượt ra ngoài các giới hạn của mắt nhậm, mắt cường, mắt cận thị, mắt viễn thị, mắt thị lực kém. Thậm chí hai con mắt không còn gì nữa vẫn có thể nhìn thấy được. Để đạt được cái nhìn thiên nhãn này đó, ngài Duy Ma Cật nói: do vì Như Lai an trú trong tam muội, tức là chánh định. Chánh định đó vượt ra thoát, thoát khỏi thế giới nhị nguyên, cái nhìn nhị nguyên, phân biệt đối đãi nhị nguyên, và giờ đó thoát ra khỏi nhị tướng, cho nên cái thấy đó là thường trú. Ý Bồ Tát Chư Phật Cật đề nghị ngài A Na Luật hãy truyền bá cái tính thấy sâu sắc này, mà đỉnh cao nhất đó là Phật tính hay là Phật nhãn. Để truyền bá và sử dụng các lối thấy bình thường đôi lúc hơi uổng và không phát huy được hết những giá trị tâm linh vốn có cần thiết. Vấn đề 4: quay đầu là bờ. Bồ Tát Ubali chia sẻ: con nhớ lại, có lần có hai thầy tu mới xuất gia phạm giới, cảm thấy xấu hổ, không dám đến hỏi Phật, cho nên đã đến gặp con và thưa rằng chúng tôi đã phạm luật, cảm thấy rất hối lỗi vì có tội, không dám đến hỏi Phật, xin ngài cho biết cách sám hối thế nào để rũ sạch tội lỗi. Con bèn theo pháp luật Phật dạy, hướng dẫn họ một cách tận tình. Lúc đó Duy Ma Cật đến nói với con rằng: thưa ngài Ubali, đừng làm cho tâm lý mặc cảm tội lỗi của người phạm tội trở nên nặng nề hơn, mà hãy giúp cho họ ngay thẳng trừ diệt được tội lỗi. Vấn đề 4A đây đó là sử dụng nghệ thuật sám hối để vượt tội thôi. Đó là phương pháp thông thường. Trong luật Đức Phật cũng dạy: ai thấy lỗi mà giấu lỗi, lỗi nặng hơn. Ai có tội mà tự che giấu tội thì bị phạt nặng hơn. Ai biết bạn đồng tu có tội, có lỗi, không chỉ điểm, không soi gương ngăn cách, không giúp cho người đó được hối lỗi để trở thành người chân chính, cũng bị tội đồng lõa. Và cách thức để vượt qua tội và lỗi là phát lồ sám hối. Tùy theo mức độ, có khi phát lồ trước một người, có khi trước một tăng tức là 4 người, có khi trước một tập thể 10 người, có khi 20 người. Cái mặc cảm lỗi và tội mình bị người khác biết sẽ trở thành một đánh động lương tâm xã hội, để giúp cho chúng ta làm tốt hơn và không dám tái phạm nữa. Luật riêng tư của thế giới phương Tây đó, nó cũng có cái hay của nó. Cái dở của nó là gì? Người ta phải giấu danh tánh, người ta phải tôn trọng cái riêng tư,
của con người, cho nên không thể phanh phui một cách là quá mức. Còn ở các quốc gia còn lại đó, thì kẻ phạm tội vi phạm nghiêm trọng luật pháp sẽ được phanh phui trên báo chí, thì cái mặc cảm đó sẽ làm cho họ đó rai rứt mà cố gắng vượt qua. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu nhấn mạnh nó đến mức tột cùng. Nhiều người xấu hổ quá tự tử mà chết. Nhận lỗi, phát lộ lỗi, sám hối lỗi là ba bước đi ban đầu để vượt qua lỗi. Nhưng mà chìm sâu trong mặc cảm tội lỗi là một sai lầm lớn về phương diện đạo đức và cải thiện đời sống tâm linh. Áp dụng lời dạy đó vào việc giáo dục con em, đứa con, đứa em, đứa cháu vừa thi rớt đại học hay là vừa thi rớt chuyển cấp, về nhà thưa cha mẹ và người thân để mong được thông cảm. Nếu người cha nện một câu: mày làm mất mặt gia đình này quá, bao nhiêu thế hệ qua chưa có người nào tệ lậu như mày, ngày xưa tao phải chân lắm tay bùn làm thuê làm mướn mà còn đậu được thứ khoa, còn bây giờ mày chỉ có ăn không và học không thôi mà còn rớt như thế, thôi đi ra khỏi nhà tao đi, đừng để cho gia đình này phải bị mất danh giá về mày. Cái đó chẳng khác nào như cả một cái núi nó sụp lở trên vai của kẻ đang bị bất hạnh, mà sức chịu đựng, mặc cảm tâm lý nó đã đến cùng tận rồi. Nhiều người phải chọn lấy con đường bỏ nhà đi, nặng hơn là mượn rượu giải sầu, tệ hơn nữa là mát, và nặng nhất là tự tử chết. Các trại tù ở phương Tây đó không dùng phạm nhân, để vì tránh cái mặc cảm tội lỗi, họ mới dùng là gì? Trại viên thôi, inmate. Còn các trại viên thì họ dùng thêm số nhiều, inmate, thêm chữ S vào sau thôi. Còn các trại giam của Việt Nam á, thì cán bộ quản giáo thường gọi các trại viên đó là: này các phạm nhân. Tôi nghe tự nhiên ta bị đau nhói trong tim. Không phải người nào ở tù cũng đều là có tội theo đạo đức đó. Nhưng khi bị tội oan nữa, không phải người nào ở tù đều là những kẻ xấu. Bị cài bẫy cũng có. Vì đó phải lấy cái tố chất giáo dục làm nền tảng để cho người phạm tội về luật, có lỗi về dân sự đó, không cảm thấy bị mặc cảm hơn, ta mới nâng đỡ và giúp cho người đó vượt qua. 4B, chuyển nghiệp từ tâm. Lúc ấy Bồ Tát Di Mô Cật chia sẻ với con rằng: này ngài Ubali, bản chất của tội không nằm ở trong, cũng không nằm ở ngoài, cũng không nằm ở chặng giữa. Đức Phật đã dạy: chúng sanh bị cáo bẩn vì tâm bị cáo bẩn, nếu tâm trong sạch, tất cả trở nên trong sạch. Thực ra các chìa khóa để giải quyết mặc cảm tội lỗi nó nằm ở lời Phật dạy thôi, có điều là chúng ta không sử dụng đúng cách, đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống. Có nhiều người có tri thức, có hiểu biết, có kinh nghiệm, trải nghiệm lương tâm như một tòa án rất tốt, cần gì phải nói nặng nói nhẹ để cho họ mệt mỏi. Mà chỉ cần nhắc khéo thôi là họ có thể tìm ra lối đi và giải quyết được cái hậu quả rồi. Lúc đó phải dùng hình ảnh hộ pháp để giáo dục cái thiện, cái đạo đức. Chứ mà lúc nào cũng dùng hình ảnh ông Tiêu trừng phạt, đe dọa, hù dọa nó tùy đối tượng. Tội bắt nguồn từ tâm, thay vì chìm vào cái mặc cảm tội lỗi thì hãy chuyển hóa tâm. Khi tâm được chuyển hóa trở nên thanh tịnh thì tất cả các lỗi lầm ít nhất là không có cơ hội tái diễn. Và qua sự chuyển nghiệp bằng thay thế thì các tội và lỗi đó sẽ được kết thúc. Bồ Tát Di Mô Cật chia sẻ tiếp: nếu tâm đã được giải thoát, còn gì đâu là cấu bẩn. Tâm tướng của chúng sinh
vốn đều là vô cấu, vì vọng tưởng cho nên không được thanh tịnh, vì điên đảo cho nên bị cáo bẩn, vì chấp ngã cho nên bị dơ, vì chấp pháp cho nên bị dướng kẹt. Tất cả các pháp khởi và diệt không định trú, như là ảo ảnh, như tia chớp. Các pháp vốn không đối đổi nhau, cho nên không định trú giữ mãi trong từng tâm niệm một. Chúng đến từ những quan niệm sai lầm, như chim bao, như quán nắng, như trăng trong nước, như bóng trong gương. Chúng sinh do các vọng tưởng mà khởi lên các nghiệp xấu và chìm vào nỗi đau từ các nghiệp xấu. Hiểu được như thế là phụng trì giới luật và tán dương giới luật. Giới luật đây được hiểu là đạo đức, luật đạo đức, lối sống đạo đức và bảo vệ đạo đức. Các hình ảnh đó giúp cho người ta thoát khỏi mặc cảm tội lỗi rất nhanh, để dành thời gian còn lại cho việc chuyển nghiệp. Nhiều chị em phụ nữ tham dự một khóa lễ cầu siêu thai nhi, mà nào giờ chuyện đó chưa từng có xảy ra trong lịch sử Phật giáo. Gần đây có một vài chùa làm việc đó. Hàng ngàn các chị em phụ nữ đến tham dự xong rồi đó, hâm lại nỗi khổ niềm đau của vài chục năm trước, vài năm trước vốn không cần thiết. Sau khi dự khóa lễ cầu siêu thai nhi rồi, còn về đi tư vấn các chùa rằng là mấy ngày hôm nay con nằm mơ thấy dòng bị phá thai, nó phá quá, nó đòi trả thù mẹ, con bị ám ảnh quá không biết làm sao để vượt qua. Đó là nỗi ám ảnh đang trừng trị mình, chứ còn dòng đó đã tái sanh mất đất rồi, còn đâu mà đeo bám phá. Tất cả chúng sinh phải tái sinh theo nghiệp. Nghiệp phá thai đó là giết một mạng sống, thì phải trả cái quả chết yểu, bệnh tật và bị những tổn thất. Thoát ra khỏi mặc cảm tội lỗi là bước đầu để cải thiện nghiệp. Nhưng nếu chừng dừng lại đó thì nghiệp sát sanh do phá thai vẫn còn y nguyên thôi. Có lại Phật, có niệm Phật, tụng kinh, trì chú chỉ giải phóng được cái mặc cảm tội lỗi. Mà giải phóng tội lỗi chỉ cần sử dụng những cái câu nói của Ngài Duy Mật Cật là rất hiệu quả. Trăng dưới nước, bóng trong gương, tiếng vang. Để không có phải xem đó là cái gì đó lâu dài, chúng ta phải sớm vượt qua, đừng chìm vào, đừng nối kết lại, đừng hâm nóng ký ức, để ta kết thúc khổ đau. Vấn đề còn lại là chuyển nghiệp thôi. Vì đó các chị phụ nữ không cần phải đi tham dự các khóa lễ cầu siêu thai nhi, mà hãy đến các trung tâm mồ côi, trung tâm trẻ em tàn tật để chăm sóc mạng sống, nâng đỡ mạng sống, chia sẻ mạng sống, bảo vệ mạng sống. Chuyển nghiệp đó là thiết thực hơn. Và các chùa cũng không cần thiết phải tổ chức các khóa lễ cầu siêu thai nhi, mặc dù quần chúng đến rất đông, và đây là phương tiện làm đạo rất tốt. Các khóa lễ của chúng ta đã bao gồm hết thập loại cô hồn chúng sinh rồi. Thời bữa khuya, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối là quá đủ rồi. Các chúng sinh đó bao gồm là trẻ nít, chết sảy thai, phá thai, chết do vô thường, do tai nạn, do thiên tai, do con người tạo ra, do bệnh tật, hay là chết theo tiến trình tự nhiên của cơ thể thì cũng thế thôi. Không cần phải dành riêng một khóa cầu siêu nào khác, vì dư thừa và dẫn đến thái độ ham nóng khổ đau, rai rứt khổ đau, bất hạnh với những khổ đau. Đó là cách đã giúp cho tâm một người tội trở nên thanh tịnh. Và nhờ cái tâm thanh tịnh đó, người đó có các hành động thanh tịnh, chuyển nghiệp một cách rất khôn ngoan và có hiệu quả tốt. Vấn đề 5, giá trị của xuất gia đích thực. 5A, động cơ xuất gia siêu việt.
Tôn giả La Hầu La chia sẻ: Bạch Thế Tôn, có lần con trai nhà trưởng giả Thành Tỳ Xá Ly đến gặp con, hỏi rằng là ông là con của Phật, đã bỏ ngôi vị làm vua, xuất gia tu học. Xuất gia như vậy vì động cơ gì và được lợi lạc gì? Con đã dựa vào pháp ngài giảng, chia sẻ các lợi ích công đức của xuất gia. Người nghe cảm thấy rất vui, nhưng Duy Ma Cật bỗng đến nói với con rằng: Thưa Tôn giả La Hầu La, ông chớ nên nói về các lợi ích và công đức xuất gia, vì không vướng kẹt vào lợi ích, không chấp vào công đức mới chính là xuất gia siêu việt. Còn có công đức và phước báo là còn rê và pháp phủ gì? Và qua cái đối thoại này chúng ta học được thêm một cái động cơ xuất gia cao hơn. Thông thường một người có lý tưởng xuất gia với động cơ trong sáng vào trong đạo có thể hơi chậm, nhưng mà con đường tiến thân trên tâm linh làm Phật sự phụng sự chúng sinh sẽ nhanh chóng hơn, cao hơn, hiệu quả hơn là những người xuất gia từ nhỏ mà không có động cơ và cũng không có cái căn cơ xuất gia từ kiếp trước. Có thể xuất gia từ nhỏ thì người ấy không làm việc xấu từ nhỏ, sống trong môi trường tốt từ nhỏ, trở thành hạt giống thiện từ nhỏ. Nhưng những cái vượt trội ít và nó không bằng được những người xuất gia bằng động cơ. Có sự nghiệp, có vị thế xã hội, có danh dự, có thành công, có đóng góp, từ bỏ hết để tìm kiếm con đường tâm linh, giá trị tu đó cao hơn. Một Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam, một Thái tử Tất Đạt Đa của Ấn Độ, một Bồ Đề Đạt Ma của Ấn Độ đều có cùng một cái vai trò, đó là bỏ ngôi vua để trở thành nhà tâm linh. Động cơ đó là một chất thúc đẩy rất mạnh, giúp cho người phát tâm đi đến tận cùng con đường tâm linh và vận dụng nó phụng sự chúng sinh một cách rất hiệu quả. Vì điều đó đã được Đức Phật sử dụng nhất quán trong cuộc đời của ngài. Này các tỳ kheo, suốt 19 năm ta chỉ nói hai điều: vạch mặt chỉ tên khổ đau và chỉ rõ con đường thoát khỏi khổ đau thôi. Trước khi qua đời, ngài vẫn còn thuyết giảng kinh Đại Bát Niết Bàn 1000 trang, rồi nói những lời di chúc qua kinh Di Giáo 10 mấy trang, tinh hoa tâm linh, những điều cần làm, nên tu và nên truyền bá đạo đối với người xuất gia chân chính. Do đó thì xuất gia đừng bận tâm đến phước báo và công đức, mà phải bận tâm đến việc hóa độ chúng sinh. Còn phước báo công đức ai cũng làm được, người tại gia không cần đi xuất gia cũng làm được, thậm chí họ có thể làm tốt hơn người tại gia về phương diện này. Họ tạo ra tiền bằng kiến thức đúng, bằng đạo đức chuẩn, bằng tôn trọng luật pháp, bằng sức mồ hôi, và lấy những thành phẩm đó để làm từ thiện, tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp vào các Phật sự, phước báo rất lớn. Tức là ối phước để làm công đức, nhã phước để tích tụ thêm phước. Người xuất gia không làm tốt về phước báo so với người tại gia, cho nên đi xuất gia thì phát xuất từ động cơ là siêu việt cao hơn. 2B, để có được động cơ xuất gia siêu việt đó, ta cần phải quan niệm như ngài Duy Ma Cật: xuất gia là vượt thoát khỏi chỗ này, chỗ kia và chính giữa. Đây là một định nghĩa rất sâu sắc. Người Trung Quốc á, chỉ mới đưa ra được cái sáng tạo là xuất tam giới gia, rồi xuất tại gia, rồi xuất phiền não gia. Thì chúng ta thấy nó quá sâu sắc rồi. Ở đây đó, kinh Duy Ma Cật nêu ra các loại hình xuất ra đúng nghĩa, mang tính siêu việt. Khi chúng ta bị kẹt vào ba khuynh hướng đầu A đối lập với đầu B, và cái chặng giữa liên minh giữa A và B, hay là đối tác với A và B, việc thoát khỏi mọi đối đãi như vừa nêu là xuất gia.
Đó là người xuất gia không bị kẹt vào chính trị A, đó là với chính trị B. Phương hướng A, đó là phương hướng B. Liên minh A, đó là liên minh B. Phải thoát ra khỏi các cái phạm trù đối lập đó mới là xuất gia đích thực, và giá trị tâm linh nó mới cao. Ngày giải tiếp, xuất gia và vượt thoát khỏi các kiến chấp, an trú vào niết bàn là lối đi của bậc thánh và được người trí chấp nhận tán dương. Các chấp trước bao gồm chấp thường là cho rằng con người có một định mệnh, chấp đoạn cho rằng chết là hết, chấp biên tức là chấp vào ngã, chấp vào pháp, chấp vào quá khứ, hiện tại, vị lai, chấp vào mình, chấp vào người, chấp vào lỗi và phải, chấp vào thị và phi. Tất cả các loại chấp đó sẽ làm cho tâm người tu bị vướng kẹt vào thế giới phàm tục thường tình thôi. Và tu làm sao phải vượt thoát khỏi các chấp trước này. Một định nghĩa khác, xuất gia là hàng phục các loại ma, vượt thoát khỏi năm đạo. Đây là một dữ liệu thứ hai cho thấy là thời Đức Phật không nói về địa ngục. Năm đạo tức là năm cảnh giới tái sinh thôi. Con người, chư thiên tức là con người ngoài hành tinh, Atula một loại hình con người ngoài hành tinh, súc sinh và ngạ quỷ, chứ không có địa ngục. Dầu là kinh Đại Thừa nhưng mà ở giai đoạn đầu cũng vẫn nói là có năm cảnh giới thôi. Các ma đã được hiểu là phiền não, là ám ảnh, là ấn tượng, là những cái còn rơi rớt rệ trong thế giới của ý thức, với hình thức là chấp vào cái ngã sở hữu và cái pháp. Làm sao để vượt qua hết tất cả các loại ma phiền não và những cái chướng ngại bên ngoài thì người đó mới là xuất gia đích thực. Rất khó, định nghĩa là rất cao. Khi tu một mình, không giao du tiếp xúc với ai, lòng cảm thấy bình an vì không bị quấy phiền. Nhưng khi sống chung ở chúng, giao du tiếp xúc với bạn đồng tu, kẻ tu trước, người tu sau, kẻ tinh tấn, người dễ đãi, mà mình không bị phiền não, bạn sống được bình an mới là sự vững tâm đích thực. Đó là lý do Đức Phật khuyên là giữ được chánh niệm đang khi sống trong tập thể mới thật sự là người biết sống một mình, chứ không phải là cô lập quá mình trong một ốc đảo không giao du tiếp xúc với ai, bịt mắt, bịt miệng, bịt tai. Một định nghĩa khác, không gây não hại cho đời, xa lìa mọi điều xấu, đẩy lui ngoại đạo, vượt ra khỏi mọi danh tự giả, ra khỏi vũng sanh tử là xuất gia đích thực. Đó là các hành động, lời nói, việc làm lúc nào cũng thuận với luật pháp, đi đầu đạo đức và không có chấp vào các cái huyễn ảo, cho nên đẩy lui được tất cả những tâm, lời nói, việc làm tiêu cực, nhờ đó sống thuận hợp với những giá trị chân chính. Một điều khác, tâm không bị ràng buộc, không chấp vào ngã sở, không còn bất kỳ một chấp thủ nào, không bị nhiễu loạn, nội tâm hoan hỷ, lúc nào cũng hộ trì tâm ý, tùy thuận do thiền định, thoát khỏi mọi sai lầm, đó chính là xuất gia siêu việt. Toàn bộ nỗi khổ niềm đau là liên hệ đến chấp ngã và chấp pháp thôi. Do chấp mà tâm chúng ta nổi loạn, sợ hãi, quan tưởng, suy luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, sai lầm, thì đó dẫn đến mọi sự chấp bắt. Còn giữ cho nội tâm an tĩnh, khởi lên tâm hoan hỷ, tùy thuận với thiền định, sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm cảnh giới an lạc hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn, bây giờ và tại đây thôi.
Năm B, phát khởi tâm Bồ Đề. Bồ Tát Duy Ma Cật chia sẻ với con rằng: các vị trưởng giả nên xuất gia trong chánh pháp, vì không dễ gì cùng sống đồng thời với Đức Phật. Những người này nói: thưa tôn giả tôn kính, chúng tôi có nghe lời Phật dạy, nếu cha mẹ chưa cho phép thì không được đi xuất gia. Duy Ma Cật bảo rằng: đúng vậy, nhưng khi phát tâm cầu sự giác ngộ vô thượng, chánh đẳng chánh giác, thì các vị giàu đang tại gia đã là người đang đi trên con đường xuất gia rồi. Đó là một định nghĩa xuất ra rất là hay. Và ở đây đó, ý của Ngài Duy Ma Cật nói rằng là không nhất thiết phải trở thành người tu, có thể sống đời tại gia, nhưng mà tâm mình hướng về Bồ Đề, làm các Phật sự, phụng sự chúng sinh, cũng như các Đức Phật thiết thực, là ta đang siêu thoát khỏi những giới hạn của nhà thế tục, của lối sống thế tục, của lối suy nghĩ và thói quen thế tục, là của các hành động thế tục rồi. Còn ai có điều kiện hơn, thuận lợi hơn, có thể trở thành các bậc xuất gia chân sánh thì quá tốt, để ta có chọn thời gian để làm các công việc Phật sự và độ sinh. Cho nên thắp sáng tâm Bồ Đề, hướng về chất liệu giác ngộ, làm cái gì cũng hướng đến mục đích đó, chứ không có bị vướng kẹt ở trong các quả phước báo, thì đó mới là người có tâm xuất gia chân chính. Và cũng thông qua lời đối thoại này, chúng ta thấy là cha mẹ đóng một vai trò quan trọng. Nếu dưới 18 tuổi cha mẹ không cho xuất gia, ta không nên kháng cự bỏ nhà đi, vì như thế là trái luật Phật và cũng trái luật đời. Cha mẹ sẽ khổ đau, không biết rằng là mình đi đâu, thân phận thế nào. Còn đến tuổi trưởng thành thì ta được quyền tự quyết định. Tuy nhiên, thuyết phục cha mẹ để cha mẹ hiểu và giúp đỡ, nâng đỡ tinh thần cho ta đi tu thì vẫn tốt hơn. Vấn đề 6, thân Phật vốn không bệnh. Ngài A Nan chia sẻ, bà Thế Tôn, khi Ngài có chút bệnh cần sữa bò, con lại lấy bát đến đứng trước nhà của một vị bà la môn. Lúc ấy Duy Ma Cật đã đến và bảo con rằng: thưa tôn giả A Nan, có chuyện gì mà Ngài cầm bát đứng sớm ở đây đến thế? Con đáp rằng: thưa cư sĩ, Đức Thế Tôn có chút bệnh cần sữa bò, cho nên tôi mới đứng đây. Bồ Tát Duy Ma Cật trả lời: thôi này, hãy im ly, Ngài A Nan, chớ nói những lời như vậy. Thân Như Lai là thể kim cương. Ở đây Ngài Duy Ma Cật đang dạy chúng ta về một cái nhìn mới về thân Phật. Thông thường ta đánh giá thân Phật lịch sử đó là cái thân phàm, thân tứ đại, thân ngũ uẩn, và dĩ nhiên là cũng có bệnh giống như bao nhiêu người khác. Vì đó nó phù hợp với lịch sử. Đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka chăm sóc bệnh cho Ngài ở khu vực nước Ma Kiệt Đà, khi Ngài còn sống ở núi Linh Thú và từ xá Trúc Lâm. Khi qua đời ở tại Kusinaga, Đức Phật cũng bị bệnh, và bây giờ ta có thể đoán đó là bệnh ung thư, cú mao tử. Nó là hậu quả của 6 năm tu khổ hạnh, và nó bắt nguồn từ cái việc Ngài ăn phải nấm heo rừng độc. Và lúc đó thì chưa có các loại thuốc để điều trị, cho nên Ngài phải qua đời vì cái chứng bệnh. Về vì lịch sử đó thì việc mô tả như thế không có gì là sai. Nhưng điều mà Ngài Duy Ma Cật muốn nói đó, đó là đôi lúc các đệ tử Phật vì quan trọng quá cái chuyện đó mà phải làm những công việc lẽ ra không nên làm. Ai mà không có bệnh, bệnh thì điều trị bệnh, rồi từ từ cũng vượt qua bệnh. Thậm chí có thể sử dụng thiền và nhiều phương pháp mà Đức Phật đã dạy để qua được bệnh, thắng được bệnh, chứ không nhất thiết phải là uống thuốc. Uống thuốc là một trong những phương tiện tốt nhất để điều trị bệnh thôi. Điều chỉnh lối sống, điều chỉnh thái độ sống, điều chỉnh sinh hoạt một cách đồng bộ thì bệnh sẽ được vượt qua,
và vượt qua dứt điểm. Do đó Bồ Tát Di Lặc Vương đã trình bày một quan niệm thân Phật mới, đó chính là pháp thân. Và pháp thân này được định nghĩa trước nhất là thể kim cương, mà kim cương là bất hoại, không bị oxy hóa, không bị rỉ sét như các loại kim loại thông thường. Ngài Di Lặc nói: thôi Bồ Tát A Nan hãy về đi, chứ nếu mà ngài đứng tiếp tục tại đây đó, làm cho chúng tôi bị xấu hổ hết cả, làm cho các đệ tử của Đức Phật bị xấu hổ hết, có gì đâu mà quan trọng đến thế. Tức là bình thường quá về cái bệnh, ta sẽ vượt qua bệnh dễ dàng hơn. Nhà giàu mà bị bệnh, xích so bởi nỗi khổ niềm đau bởi bệnh á, thì làm cho cái cảm giác đau về bệnh nó nặng hơn, lớn hơn, trương sình hơn, giãn nở hơn. Yếu tố tâm lý tỷ lệ thuận này là không thể phủ định. Duy Ma Cật tiếp tục giải: thưa tôn giả A Nan, xin ngài hãy nhớ rằng Đức Phật đã từng dạy thân Như Lai là pháp thân, không đến từ tâm tưởng và dục vọng như con người chúng ta. Thân của Đức Phật vượt ngoài ba cõi, thân Phật là vô lậu vì các lậu đã dứt sạch, thân Phật là vô di vì không thể gọi tên. Thân Phật là thân pháp như thế, làm sao có bệnh, và bệnh lấy đâu cơ sở mà bám vào được. Một mặt bằng lời chia sẻ vừa nêu, ngài Duy Ma Cật muốn nhắc nhở chúng ta là đừng nên quan trọng về cái bệnh trên thân, và hãy tu tập chuyển hóa thân đúng phương pháp. Mặt khác đó, giới thiệu pháp thân, tức là lấy chánh pháp làm thân Phật và tôn thờ chánh pháp như là thân Phật, có giá trị thiết thực rất nhiều lần so với việc tôn thờ xá lợi, tức là các chi phần còn lại sau khi thiêu. Đức Phật đã rất sâu sắc, cho thấy rất rõ là sau khi ngày qua đời đó, người ta quan trọng quá các viên xá lợi, và đến lúc lấy nó làm các phương tiện làm đạo thì cũng tạm được đi, nhưng mà lấy lúc đó để truyền bá các tín ngưỡng thông thường là quá uổng Phật pháp. Và các Phật tử đam mê vào các viên xá lợi, không bận tâm về việc tu, chỉ bận tâm đến việc cung kính đảnh lễ cúng dường tán dương để cầu phúc thôi. Trong khi gia tài tâm linh của Đức Phật là chánh pháp, thân Phật là chánh pháp, mà lại không bận tâm về, không tôn thờ, không tiêu thụ, không biến thành là thực phẩm của cuộc sống, thì đó là một cái bất hạnh lớn, một lỗ lạ lớn. Ngày nay chúng ta thấy xá lợi niềm tin có mặt khắp mọi nơi, phần lớn chỉ là xá lợi dởm, không có kiểm chứng ADN để xác định dây di truyền, cũng không có kiểm chứng C14 để xác định niên đại, người trước đồn đãi, người sau thổi phồng, người sau nữa thì cứ như là cái lo phóng thanh, hết thế hệ này sang thế hệ khác cứ đồn đãi với nhau, biến các cái cục đá đỏ, đá xanh, đá màu trở thành xá lợi, làm cho quần chúng Phật tử lại xói chán. Dĩ nhiên việc cung kính là có phước, đảnh lễ là có phước, nhưng mà đảnh lễ cung kính và thực hành chánh pháp phước nhiều hơn, tuệ giác mở mang hơn, lệ lạc sẽ được nhiều hơn, và chánh pháp sẽ được tồn tại lâu dài hơn. Còn mọi tín ngưỡng đều phải bị lệ thuộc theo lý vô thường. Hồi giáo vào thế kỷ thứ 13 đập phá chùa, đập phá tháp, đập phá xá lợi, thả xá lợi xuống sông là một điển hình cho chúng ta thấy. Các gia tài xá lợi, các công trình chùa chiền, các công trình mỹ thuật, kiến trúc vĩ đại của Phật giáo đã trở thành tro bụi qua sự tàn phá của con người. Nhưng mà thân Phật là chánh pháp đó vẫn còn mãi, đời đời kiếp kiếp về sau. May mắn là ngày nay chúng ta sống trong thời kỳ kỹ thuật số, lời Phật dạy đã được kỹ thuật số hóa, đã được âm thanh hóa. Cho đến lúc nào hệ thống internet bị hư,
hành tinh này bị vỡ tung thì lời Phật dạy đó mới ít được biết đến. Còn bây giờ là ở đâu cũng được biết, có đốt xích Phật, kinh Phật, các bản khắc gỗ, có đập các bản khắc đồng hay khắc đá thành từng mảnh vụn, lời Phật vẫn không mất đi, thân Phật đó vẫn tiếp tục tồn tại. Chùa Giác Ngộ đã thực hiện âm thanh hóa lời Phật dạy, tức là pháp thân mới, bằng dạng âm thanh đầu tiên, ấn bản đầu tiên trên hành tinh, và công bố miễn phí trên trang tổ sách Phật học.com. Năm 2000, trang Đạo Phật Ngày Nay do chúng tôi biên tập cũng là trang đầu tiên trong cộng đồng người Việt trên toàn cầu xuất bản kinh Phật dưới dạng HTML, tức là những trang web. Và sau đó các trang mạng của cộng đồng Việt Nam còn lại đã sử dụng lại, truyền bá khắp nơi. Ngày nay đó thì hầu như là trang web nào cũng có kinh điển Phật, và cũng nhiều nơi đã download và phổ biến kinh sách Phật bằng âm thanh. Pháp thân đó là bất hoại, là còn mãi, không tốn tiền, chỉ cần đọc, nghiền ngẫm, hiểu sâu, thực hành tốt, chuyển hóa cao để hưởng được hạnh phúc an vui thôi. Sáu đối thoại vừa nêu mở ra chúng ta về những cách tiếp cận Phật pháp rất mới, rất sáng tạo, và ngày nay trong thế kỷ 21 khi đọc lại vẫn thấy mới vô cùng, sâu sắc vô cùng. Và cũng nhờ cái thời đại kỹ thuật số này mà người Phật tử tại gia có cơ hội học được những kinh điển xấu, kinh điển tốt đó, kinh điển cao đó, cho nên mở mang tâm trí mình nhiều hơn, xóa được nạn mù chữ Phật pháp. Thì đó là nội dung căn bản của phần 2, chương 3 của kinh. Thời gian còn lại xin dành cho phần dẫn đáp. Pháp âm Đạo Phật Ngày Nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.